Xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 13 tháng 12 năm 2018 thì bên cơ sở lan rừng nhà em có về một số loại mặt hàng lan rừng ạ. À, đặc biệt hôm nay là nhà em có về một cái lô hoàng nhạn tháng 8 ạ. Đấy, cái hàng hoàng nhạn tháng 8 hàng cực kỳ là khan hiếm. Thì em cũng đã đặt hàng và sưu tầm rất là lâu thì hôm nay mới có được lô hàng về. Ngoài ra thì em còn có thêm những cái mặt hàng kg khác và một số cái mặt hàng là thanh lý. Với giá rẻ ạ. Rồi ạ, sau đây em xin được điểm qua và báo giá chi tiết luôn từng cái loại mặt hàng lan và giá của từng loại tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn luôn nhé. Mặt hàng đầu tiên em muốn giới thiệu đến các cô chú anh chị và các bạn đó chính là dòng giáng hương tam bảo sắc hoa vàng ạ. Dòng này sẽ nở vào tháng 8 cô chú anh chị nhé. Đây là tình trạng cây, hàng cực kỳ là tươi ạ. Đó, khối lượng thì cũng hiện tại thì cũng không có nhiều. Đấy, cô chú anh chị cùng quan sát cho em tình trạng cây như thế này. Đây là hàng tam bảo sắc hoa vàng và nó nở vào tháng 8 cô chú anh chị nhé. Gọi là tam bảo sắc hoa vàng tại vì là dòng này thì nó hoa của nó giống tam bảo sắc nở tháng 4. Tuy nhiên thì cái dòng này nó cái sắc hoa của nó sẽ đậm màu hơn. Đậm vì cái màu vàng nó sẽ là nhiều màu vàng hơn so với tam bảo sắc tháng 4 ạ. Nên là gọi là tam bảo sắc hoa vàng ạ, nở tháng 8 ạ. Cái dòng này em bán là 200.000 một kg cô chú anh chị nhé. Cực kỳ là đáng sưu tầm, hoa rất là thơm đấy ạ. Còn đây là hàng đẹp này. Hàng đẹp là tức là hàng không dập gãy ngọn nhé. Thì em bán là 200.000 một kg. Còn bên này đấy ạ, em đã chọn ra. Đây là những cái hàng mà nó bị gãy ngọn đấy ạ. Gãy ngọn thì thực ra thì cô chú anh chị vẫn cứ yên tâm đảm bảo về giống thôi cô chú anh chị nhé. Nó vẫn cứ sẽ mọc lên cái ngọn mới bình thường ạ, không vấn đề gì. Thì hàng này em sẽ bán với giá là 100.000 một kg ạ. Đây là hàng gãy ngọn nhé. Rồi tiếp theo bên này là trúc Phật Bà. Đấy, trúc Phật Bà cô chú anh chị cùng quan sát cho em. Tổng quan thì rất là đẹp ạ. Trúc Phật Bà bên này thì em đã chọn ra rất là kỹ là những cái cây trúc Phật Bà mà nó có sự gãy dập là ít nhất này. Đấy là những cái hàng đẹp và hàng đang nụ hoa Tết cô chú anh chị nhá. Cây thì thân rất là mập và khỏe ạ. Đó. Cái hàng trúc Phật Bà này thì hàng rừng nên là cũng không tránh khỏi, em đã chọn lựa rất là kỹ rồi. Tuy nhiên thì nó cũng không tránh khỏi những cái một số là nó bị gãy mẻ cái đầu ngọn một chút như thế này. Nhưng mà vẫn đảm bảo về hoa và về đảm bảo cô chú anh chị chơi hoa và đảm bảo về giống nhá. Cái mầm vẫn rất là khỏe này. Rồi là đảm bảo về hoa này. Đấy là một số cây nó gãy cái phần chóp trên một chút ạ. Em bán là 400.000 một kg, tức là có một số cây nó bị gãy cô chú anh chị nhá. Còn bên này đấy ạ. Rất là nhiều. Thì cái hàng em đã chọn ra là những cái hàng mà nó gãy sát mầm hoa. Nhưng mà đảm bảo là các cái mầm gốc này rất là khỏe này. Đó, cô chú anh chị cùng quan sát cho em. Đây là mầm gốc này. Và cái thân hoa của nó bị gãy sâu ạ. Thân hoa bị gãy sâu. Những cái hàng này, đây, những cái hàng như thế này đảm bảo về giống để cho cô chú anh chị có thể chăm chút cho cái mùa sau. Và một số thì vẫn có những cái đốt hoa như thế này. Đấy, hàng này thì em bán với hàng giống với giá là 200.000 một kg ạ. 200.000 một kg cô, à xin lỗi là 250.000 một kg cho cái hàng giống này cô chú anh chị nhá. Đảm bảo về cái mầm ạ. Cô chú anh chị quan sát thì thấy rồi. Những cái mầm rất là khỏe, tuy nhiên thì nó sẽ bị gãy cái thân hoa, gãy khá là sâu. Và em đảm bảo về giống thôi ạ. 250.000 một kg dòng này. Rồi tiếp theo là sơn thủy tiên ạ. Sơn thủy tiên Bắc cô chú anh chị nhé. Sơn thủy tiên Bắc đẹp. Hàng sơn thủy tiên Bắc này, hàng cực kỳ là đẹp luôn ạ. Phải nói như vậy nhé. Cắt tỉa cực kỳ là kỹ lưỡng rồi. Đó, những rễ sơn thủy tiên rất là đẹp, đã được cắt tỉa rất là kỹ. Hàng Bắc nên là cái mặt hoa của nó sẽ rất là đẹp luôn ạ. Mặt hoa của nó cánh sẽ rất là dày và đẹp. Ngoài ra thì cái dòng này nó là hàng Bắc nên là nó sẽ rất là dễ trồng, dễ thuần và dễ trồng đấy ạ. Cái chỗ này thì em sẽ bán giá là 220.000 một kg thôi cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo đây là giáng hương đuôi cáo này. Đó. Hàng thì tình trạng cây là như vậy đấy ạ. Đó, cũng có một số cây thì nó dập lá một xíu như thế này này. Đấy, cũng không đáng kể cô chú anh chị nhé. Đó, tình trạng cây. Đấy, cây to, cây nhỏ lẫn lộn nhau. Có cây xấu, có cây đẹp. Đấy, tình trạng chỗ cây hàng này
thì em sẽ bán thanh lý nhé. Với giá là 100.000 một kg, chỗ này chắc khoảng tầm 2 kg thôi nhé. Rất là nhiều, khoảng tầm 2 kg hoặc hơn một chút thôi. Đó, cô chú anh chị có thể mang về ghép lên xung quanh sân vườn nhà mình, những cây cạnh nhà chẳng hạn như vậy ạ. Hoặc là trồng ghép vào chậu cũng đều rất là tốt nhé. Đều vẫn cứ rất là đảm bảo nhé. Đấy, cô chú anh chị cùng nhìn là biết cái tình trạng cây rồi. 100.000 một kg thôi. Rồi tiếp theo, đây là long tu xuân này. Long tu xuân thì hàng này là ngắn này. Tuy nhiên thì nó đây, hàng ngắn như thế này và tuy nhiên thì nó vẫn cứ đảm bảo về hoa nhá. Đấy, những cái mắt hoa của nó vẫn còn rất là nhiều này. Đấy, như thế này ạ. Hàng ngắn như thế này và một số thì cũng có gãy một chút xíu ạ. Những cái hàng ngắn này thì em sẽ bán để cô chú anh chị lấy về làm giống và vẫn vẫn được rất là dôi và vẫn được cứ ngắm hoa bình thường cô chú anh chị nhá, chứ không phải là hàng xấu gì đâu ạ. Chỉ hơi ngắn thôi. Thì hàng này em bán với giá là 200.000 một kg. Bình thường thì hàng dài và đẹp thì hàng dài đẹp hơn. Thì em đã chọn lựa hết cho cô chú anh chị rồi. Thì hàng này nó sẽ ngắn hơn như thế này. Thì cô chú anh chị về đấy về làm giống thì vẫn rất là đẹp ạ. Em bán 200.000 một kg thôi nhé. Rồi tiếp theo bên này là kim điệp xuân ạ. Đấy, kim điệp xuân này cô chú anh chị cùng xem ạ. Hàng xanh mướt luôn ạ. Rất là đẹp đấy ạ. Đó, kim điệp xuân. Hàng này thì sẽ nở hoa vào Tết ở những cái nơi ấm áp ạ. Và thường ở những cái nơi ở miền Bắc thì thường sẽ nở hoa xuân thôi. Hàng còn rất là ít. Đấy, hàng còn rất là ít như thế này. Em bán với giá là 150.000 một kg cho chú anh chị nhé. 150.000 một kg cho cái dòng kim điệp xuân ạ. Hoa vàng rực rỡ rất là đẹp cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo, ở đây em có một ít hạc vĩ này. Đây là hạc vĩ Bắc hay còn gọi là phi điệp hồng ạ. Chỗ này khoảng tầm 1 kg thôi. Cái hàng này thì là mang về làm giống cực kỳ là tốt nhá. Đây là hàng khai thác ở rừng nên là cô chú anh chị nhìn thì cảm thấy là nó không được mướt mắt lắm. Tuy nhiên thì nó cực kỳ là khỏe cây nhá. Ở chỗ này em bán nốt với cái giá là 200.000 một kg. Chỗ này chắc khoảng tầm 1 kg gì đó thôi ạ. Long tu đá tím này. Long tu đá tím. Đây còn chỗ này như thế này. Thì em bán nốt với cái giá là 180.000 một kg nhá. Bình thường là hạ giá nó là 220 đấy ạ. Đấy, còn cái hạc vĩ này thực ra thì nó còn rất là đẹp đấy ạ. Chứ không không phải là xấu đâu cô chú anh chị nhá. Còn lượng hàng nốt này này thì em bán giá rẻ thôi ạ. 200.000 một kg. Tiếp theo đây là đuôi chồn này. Đuôi chồn. Cái dòng đuôi chồn thì hoa cực kỳ là sai luôn, phải nói là như vậy nhá. Đấy, hàng thì cái mùa khô hanh nên là nó cũng có cái sự là mất nước như thế này. Nhưng mà thực ra thì hàng rất là đẹp cô chú anh chị nhá. Chứ bây giờ cái mùa này mà cô chú anh chị lấy cái hàng nhưng mà tìm cái hàng mà không có một tẹo nào gọi là mất nước thì không có đâu ạ. Em bán là 200.000 một kg nhá. Tiếp theo là hoàng thảo vôi Bắc ạ. Đây, hoàng thảo vôi Bắc cây rất là nù đẹp như thế này này. Đó, cô chú anh chị nhìn thì thấy là nó dòng vôi mà. Nên là nhìn cái thân nó sẽ sần sùi như thế này đấy ạ. Và nhìn cái thân già thì nó lại càng tệ hơn. Nếu như cô chú anh chị mà mới chơi lan thì nghĩ là cái hàng này là hàng hỏng rồi ạ. Nhưng mà thực ra thì cái giống cây nó như vậy thôi cô chú anh chị nhá. Hoàng thảo vôi Bắc hoa cực kỳ là tím và đẹp ạ. Dòng vôi này thì hoa phải nói là cực thơm và sắc tím thì phải nói đẹp, đẹp mê ly luôn đấy ạ. Em bán là 300.000 một kg cô chú anh chị nhá. Hàng vôi Bắc ạ. Vôi Bắc cô chú anh chị nhá. Khi mua vôi thì cô chú anh chị lưu ý là hàng vôi Bắc thì mặt hoa nó sẽ tím đậm nhá. Rồi ạ, tiếp theo đây là hải yến này. Đây, chỗ hải yến này cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, cô chú anh chị cùng xem ạ, có những cây thì nó cũng bị gãy ngọn này. Có một số cây thì cây này gãy ngọn nhưng mà ngọn mới này. Cả toàn bộ cái chỗ này. Em bán với giá là 60.000. Thanh lý nốt với giá 60.000 nhá. Rồi ạ, cái chỗ bên này là hoàng thảo kèn này. Em còn một còn rất là ít thôi, hàng cắt tỉa cực kỳ là kỹ lưỡng rồi. Đây, có những cây thân nù rất là khỏe như thế này, em cắt tỉa rất là sạch sẽ rồi nhá. Kèn tím còn rất là ít thôi ạ, em bán với giá là 600.000 một kg. Cô chú anh chị cùng xem, hàng đẹp tuyệt vời luôn đấy ạ. Rồi, ở bên này em còn có dòng hài Helen nhá, cô chú anh chị nhá. Có những dề rất là đẹp luôn ạ. Hài Helen này là cái loại lan mà nó đặc hữu và phân bố hẹp, chủ yếu có ở vùng miền Cao Bằng, cô chú anh chị nhá. Cái mặt hoa cực kỳ là xinh, là liệt vào top những cái dòng lan hài đẹp nhất đấy ạ.
Chỗ này chắc khoảng tầm 2 kg thôi cô chú anh chị nhá, hơn 1 kg thôi ạ, được rất là nhiều luôn. Nên là cô chú anh chị có muốn sưu tầm chỉ cần lấy khoảng tầm 100 nghìn đó, đã được những giò rất là đẹp rồi. Hải Helen thì em bán với giá là 300 nghìn 1 kg cô chú anh chị nhá, 300 nghìn ạ. Đây bên này Vanda, đây Vanda. Vanda có cái cây cực kỳ là đẹp này, nhưng mà rất là tiếc bị gãy ngọn, đang vòi hoa chi chít luôn phải nói như thế. Rồi, ngoài ra thì có một số cây không gãy ngọn như này nhá. Có một số 4 nhành không gãy ngọn này. 2 nhành rất là đẹp nhưng bị gãy ngọn này. Toàn bộ cái chỗ này. Đây, toàn bộ chỗ này em bán với giá là 50 nghìn ạ. 50 nghìn cô chú anh chị nhá, cho toàn bộ cái chỗ Vanda này. Có một số cây gãy ngọn và có một số cây thì không gãy ngọn. Có 2 cây gãy ngọn là to và 4 cây không gãy ngọn này. Rõ là như vậy này. Tiếp theo bên này là Đai Châu ạ. Đai Châu hàng này thì nó cũng có cái sự lỗi lá nhất định cô chú anh chị nhá. Thì cái hàng này thì có, và ngoài ra thì có những cái cây giống rất là nhỏ như này này. Đó. Hàng này em bán thanh lý và xả với cái giá là 380.000 một kg nhá. 380.000 một kg với cái lô hàng này đấy ạ. Cô chú anh chị cũng quan sát tình trạng cho em. Rồi, ở đây có em có hoàng thảo nghệ tâm này. Đây, hoàng thảo nghệ tâm. Mỗi một bó như thế này được rất là nhiều đấy ạ. Em bán với giá là 50.000 cô chú anh chị nhá. Hàng đã xuống hết lá và chờ hoa rồi đấy ạ. Nên cô chú anh chị nhìn nó rất là trơ trọi. Mà thực ra thì cái hàng này thì rất là khỏe nhá. Đấy. Một bó như thế này cô chú anh chị thoải mái được ghép được 2 giò. 2 giò lan hoàng thảo nghệ tâm rất là xinh để ngắm hoa xuân rồi ạ. 50.000 một bó hoàng thảo nghệ tâm. Rồi tiếp theo đây là em có một ít cái hàng Đai Châu Thái. Hàng này thì cũng có sự lỗi lá nhá. Dạ, cô chú anh chị cùng xem ạ. Những cây đang nụ rất là đẹp, tuy nhiên thì có những cái lỗi lá nhất định này. Đây, hàng đang nụ rất là đẹp nhá. Hàng này thì sẽ cho nụ hoa Tết luôn đấy ạ. Dạ. Đấy, cô chú anh chị cùng xem hàng đang nụ rất là đẹp. Tuy nhiên thì có sự dập lá. Dập lá. Đây, đang nụ rất là đẹp nhá. Có dập lá hoặc là có một số là bị cắt một ít cái lá như thế này. Đó, cái hàng này vẫn đảm bảo, rất là đảm bảo và vẫn còn đẹp nhá. Hàng này, Đai Châu Thái này, nó có bị dập riếc như thế này này. Thì em bán với giá là 400.000 một kg. Chỗ này chắc khoảng tầm hơn 1 kg thôi ạ. Mỗi một cây thì đều đang nụ rất là đẹp nhá. Còn bên này, ở đây thì em có một số cái hoàng nhạn. Hôm nay em về một cái lô hoàng nhạn tháng 8 nhá. Hoàng nhạn tháng 8 hàng rất là đẹp và rất là tươi đấy ạ. Thì em đã chia ra từng chia ra theo cái cỡ, kích cỡ to nhỏ khác nhau và em sẽ bán với cái giá khác nhau. Thì em ở đây sẽ em sẽ giới thiệu từng hình một nhá, với cái kích cỡ khác nhau này. Hình số 1 là hai cái cây hoàng nhạn. Hai cây hoàng nhạn rất là đẹp ạ. Đây, đây là cây số 1 này, là một cây một mẹ và một con. Đã, một cây một mẹ và một con rất là đẹp, thẳng tắp rất là đẹp như thế này. Đó, cây rất là lớn nhá. Cái hình 1 này thì em có 2 cây đều là cây mẹ con và rất là nhiều cặp lá. Đó, cô chú anh chị cùng quan sát cho em. Mỗi một cây như thế này thì em sẽ bán là 520.000 cho một cây nhá. Và các cây thì đều tương tự như nhau rồi. Hình số 2. À không, em đây không có hình số 2 mà có hình số 3 luôn. Hình số 3, đây một cây cũng rất là lớn, rất nhiều cặp lá, em bán 300.000 ạ. Hình số 4 này. Đây hình số 4 là mỗi một cây nó bằng này cặp lá này. Đó, hình số 4. Em có một số cây hình số 4. Đấy, các cây là lớn, đẹp và nhiều cặp lá như thế này, 2 4 6 cặp lá rồi ạ. 2 4 6 cặp lá như vậy nhá. Đấy, các cây ở hình số 4 này thì em sẽ bán là mỗi cây là 240.000 ạ. Mỗi cây là 240.000. Hình số 5. Hình số 5 đây ạ. Đây, hình số 5 này, cây này thì rất là nhiều cặp lá luôn. Tuy nhiên thì nó cong nhá, chứ không gãy đâu ạ, cong. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em. Hình số 2 này thì chắc là phải 8, 9 cặp lá mất thôi ạ. 2, 4, 6, 8, 10, hơn 10 cặp lá rồi ạ. Cây này thì em bán với giá là 320.000. Nếu mà nó thẳng thì rất là tuyệt vời luôn. Hình này là hình số 5 nhá. Hình số 5 ạ. Hình số 5 thì đây mỗi một cây như thế này
Các cây thì em đã xếp các kích cỡ của nó là gần tương tự nhau. Hình số 5 này thì em bán mỗi một cây là 200.000 ạ. Mỗi cây là 200.000 cho hình số 5 này nhá. Xin lỗi là không phải 200.000 mà nó kích cỡ là kích cỡ này thì em nó cũng có cây to, cây nhỏ, cây to hơn nhau, cây nhỏ hơn nhau một chút. Thì cái hình số 5 này thì em sẽ bán cái giá là từ 100.000 đến 160.000. Thì cô chú anh chị lấy cây 160.000 hay 170.000 hay 180.000 thì em sẽ lựa chọn trong cái chỗ này cân đối để cho cô chú anh chị nhé. Đó. Hoặc là lấy cây 200.000, cây bao nhiêu thì cô chú anh chị báo cho em để em sẽ chọn cái cây mà nó tương ứng với cái số tiền của cô chú anh chị sẽ lấy ạ. Cái lô này là lô số 5. Lô số 5 nhá. Giá của nó là từ 160.000 một cây đến 200.000 một cây. Lô số 6. Để em xin đính chính lại một chút nhé. Cái hình số 5 320.000 này thì em gọi là đây là hình số 2 nhé. Nó là hình số 2 nhé. Là 320.000. Anh Thanh sửa lại cho em một cái. Hình số 2 này. Đấy. Nó em đính chính lại là cái cây cong này này. Là em bán là 320.000. Và trên nó trên 10 cặp lá. Hình 2 sao? Hình 2. Còn lô bên này là hình số 5. Lô bên này là lô số 5. Là cây từ 160.000 đến 200.000 ạ. Cô chú anh chị có thể lấy 160 hay là 170, 180, 189 hay là 200. Em sẽ chọn lựa cây phù hợp với lại cái số tiền mà cô chú anh chị sẽ đặt ạ. Rồi lô số 6 này. Anh Thanh sửa lại cho em cái lô này. Lô số 5. Lô này là lô số 6 này. Lô số 6 thì nó cũng có những cây lớn nhỏ hơn nhau một chút. Nó cũng sẽ không được đồng đều đâu ạ. Nên là em cũng sẽ, cái lô này em sẽ bán giá là từ 100.000 đến 120.000 một cây. Thì cô chú anh chị cùng quan sát thấy là cái cây này thì nó cũng đã cho hoa rồi này. Đó, cho rất là nhiều vòi hoa năm ngoái rồi. Đó, những cây trưởng thành rồi cô chú anh chị nhá. Đó, em sẽ bán từ 100.000 đến 120.000. Thì cô chú anh chị lấy cây 100 hoặc 101 hoặc 102 thì em sẽ chọn cây cho cô chú ạ. Thì nó cũng khá là đồng đều nhau. Rồi tiếp theo là lô số 7 này. Lô số 7 này thì các cái cây em sẽ bán dao động. Lô 6 hả? Lô 6, ghi rồi mà. Hình 6. Lô 6, hình 6 cũng được. Đây là lô số 7 này. Lô số 7 này thì em sẽ bán giá từ 40.000 đến 80.000 ạ. 40.000 đến 80.000 trên một cây. Nên là cô chú anh chị nếu như cây 40.000 thì em sẽ nhặt cây nhỏ cho. Cây 80.000 sẽ là cây nhỉnh hơn. Hoặc là 60.000 sẽ nhỉnh hơn ạ. Đấy, thì cô chú anh chị muốn lấy cây như thế nào thì cứ báo em. Thì em sẽ nhặt cái cây nó phù hợp nhé. Đây em có một cái hình quế lan hương này. Quế lan hương đây ạ. Hình một hình quế lan hương, hai cây lá xếp rất là đẹp và đặc biệt là cây này xếp rụt này, cây mẹ con rất là đẹp luôn. Đó. Cây này thì bản lá cực kỳ là to tròn đẹp. Đây, rất là nhiều cặp lá. Cặp quế lan hương rất là đẹp này. Em bán giá là 400.000 cô chú anh chị nhá. 400.000 cho cặp quế lan hương này ạ. Dạ, đây là tất cả cái mặt hàng mà hiện tại nhà em có này. Mong tất cả các cô chú anh chị sẽ ủng hộ cho hàng lan của nhà em nhé. Em xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn ạ.